Xin chào các bạn đã đến với Bóng Đá Mơ. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và những giây phút thư giãn bổ ích. Hồi nhỏ được gọi là Pushkin Việt Nam, trượt băng nghệ thuật rất đẹp, bị bắt nạt vì lai châu Á, suýt nhận lời bắt bóng không lương là những bí mật thú vị của Đặng Vân Lâm được bố mẹ nắm giữ. Gia đình là điểm tựa vô giá của chàng trai hơn chục năm là thủ môn số 0, giờ trở thành top 5 thủ thành đáng xem nhất của Asian Cup 2019. Năm mới vừa qua ở Moskva, gia đình thủ môn Đặng Vân Lâm đón Tết rất vui. Niềm vui nhân lên vào tối mùng 2 tháng 1, khi có thông tin chính thức về việc Lâm đã chia tay câu lạc bộ Hải Phòng để khoác áo đội tuyển Muathong United của Thái Lịch. Trước phản hồi trái ngược của người hâm mộ, bố mẹ Lâm chia sẻ với bạn bè thân, ở tuổi 25 cháu nó đã có gì trong tay đâu, nay được ghi nhận Lâm muốn ra biển lớn thử sức. Là bạn học cùng trường Đại học Sân khấu Moskva với nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn từ gần 30 năm trước. Sau này mất liên lạc đến tận lần đọc tin, thủ môn Đặng Văn Lâm bị huấn luyện viên câu lạc bộ Hải Phòng hành hung, thì tôi mới biết anh Sơn đã cưới chị Olia, học khoa diễn viên, ở lại Nga và nay có cậu con trai chơi bóng. Tìm anh Sơn qua Facebook hỏi thăm, tâm trạng cả hai anh chị lúc đó bấn loạn, hoang mang lo cho tính mạng của con trai. Tối 15 tháng 2, ngay sau khi kết quả Việt Nam vô địch AFF Cup, tôi gọi điện nhắn tin nhưng không thấy anh Sơn đâu. Một ngày sau đó tôi liên lạc lại, nghe giọng anh khàn đặc. Anh thức cả 24 tiếng qua chỉ để trả lời điện thoại. Người thân, bạn bè thất lạc từ khắp thế giới gọi về chúc mừng em ạ. Dù thiếu ngủ, hầu như chưa ăn uống, anh Sơn vẫn say sưa kể lại hành trình gia đình 25 năm qua ở nước Nga. Trong đó có 8 năm Lâm theo học bóng đá ở câu lạc bộ Spartak Dynamo Moskva và 8 năm khi vợ chồng anh Sơn sinh bé Lưu, tên ở nhà của Lâm. Anh Sơn với tấm bằng biên đạo múa không thể xin được việc làm, đã phải làm đủ nghề vất vả như lái taxi, chở hàng thuê để đủ tiền mua bỉm cho con trai. Gần 10 năm sau, nhờ thuê được một kiosk bán quần áo ở chợ, kinh tế gia đình anh mới dần dần đủ ăn cho đến ổn định. Chị Olia, tên đầy đủ là Olga Zhukova, kể hồi 1-2 tuổi, Lưu có mái tóc quăn từng lọn, nét mặt nhỏ giống nhà thơ Pushkin nên mọi người gọi cậu là Pushkin Việt Nam. Trong 3 đứa con, Lâm hợp và thân với mẹ nhất. Mẹ dạy Lâm đánh đàn guitar, hát, đưa đón cậu đi học đá bóng, trượt băng nghệ thuật. Lâm có năng khiếu nghệ thuật, nhạy cảm, hiền lành, quấn quýt gia đình, trông giống thi sĩ mà lại thành thủ môn. Điều cho đến giờ vẫn khiến tôi khó hiểu là tại sao có hai mặt trái ngược tồn tại trong một con người Lưu, trái tim dịu dàng, nghệ sĩ và đam mê với môn thể thao có yếu tố bạo lực. Hồi Lâm 3 tuổi, một lần cậu đang ngồi trên xe đẩy được mẹ chở ra công viên, bỗng thấy quả bóng từ đám trẻ gần đó lăn qua, Lưu tụt xuống xe nhanh như cắp, chộp lấy quả bóng và sút ra xa. Người phụ nữ đứng gần đấy quan sát Lưu đã nói, thằng bé này lớn lên sẽ là cầu thủ. Lần câu lạc bộ Spartak Moskva về trường phổ thông tuyển, Đặng Văn Lâm lúc đó 8 tuổi lọt vào nhóm 10 trẻ được chọn. Anh Sơn kể lúc đó vừa mừng vừa lo, Lâm là con lai châu Á có thể bị bắt nạt. Lâm đi học về nhiều lần than với bố, con bỏ thôi, bọn cùng lớp cầu thủ nhí toàn gây sự với con. Cứ khi nào con vào phòng thay quần áo là chúng nó nằm dài lên cái ghế băng duy nhất, con phải ngồi bệt xuống sàn thay giày. Sau vài lần bố Sơn bảo con trai, lần tới nếu có đứa nào nằm ghế, con tiến vào và ngồi thẳng lên bụng nó mà thay đồ. Hôm sau Lâm về khoe, con làm đúng như bố bảo, từ hôm đó thái độ của tụi trẻ thay đổi hẳn. Sau 8 năm được đào tạo thủ môn chuyên nghiệp, không một đội bóng nào ở Nga nhận Lâm, câu lạc bộ nào cũng đang thừa thủ môn. Năm 2010, đầy hy vọng, Lâm trở về Việt Nam ký với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, nhưng lập tức thất vọng vì ăn lương thấp chỉ để tập luyện và sang Lào cọ sát. Bố mẹ bên Nga nghe con kể chuyện xót quá, cộng với việc Hoàng Anh Gia Lai dừng hợp đồng, anh Sơn phải nhờ anh trai là nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng tìm chốn mới cho cháu. Ở câu lạc bộ khác, tình trạng ngồi chơi xơi nước không được bắt bóng lại tiếp diễn. Trong chuỗi ngày thất nghiệp, thất học, chán nản, buồn bã, Lâm ngỏ lời với bố, hay là bố liên hệ về Việt Nam xem có đội bóng nào cho con bắt bóng không cần lương cũng được. Đúng lúc đó, anh Đặng Sơn nhận được một cuộc điện thoại thay đổi cuộc đời con trai. Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Trần Mạnh Hùng đọc trên mạng tâm thư của Lâm viết cho huấn luyện viên tuyển Việt Nam Toshiya Miura, động lòng trước thủ môn được đào tạo bài bản mà bị từ chối. Ông Hùng mời Lâm về câu lạc bộ. Đang mong được bắt bóng không đồng mà bỗng nhận được 15 triệu trên tháng, Lâm và cả nhà mừng hú. Sau hợp đồng 2 năm 2015-2017,
Lâm ký tiếp với lương 30 triệu trên tháng. Anh Đặng Sơn ngậm ngùi nhớ lại giai đoạn sau Hoàng Anh Gia Lai, với mức lương từ 6 đến 9 rồi 15 triệu trên tháng rồi lại thất nghiệp. Lâm từng ký với câu lạc bộ Thống Nhất, với mức lương 6 triệu sau 3 tháng, câu lạc bộ lấy lý do Lâm chỉ ngồi chơi nên đòi hạ xuống 2 triệu trên tháng, tức là bằng lương của nhân viên giặt sấy quần áo cho đội bóng. Suốt 5 năm trước khi đến Hải Phòng, anh Sơn đều đặn gửi tiền để con chi tiêu thêm. Nhiều người cho rằng sau đêm Việt Nam vô địch AFF Cup, thủ thành Đặng Văn Lâm mới đắt hàng. Trên thực tế trước đó vài tháng, Muathong United của Thái Lan đã tăm tia mua Lâm sau khi họ bán thủ môn chính cho Bỉ. Giá chuyển nhượng Đặng Văn Lâm lên tới 11,6 tỷ, cộng với lương tháng 230 triệu, khiến người hâm mộ thích thú. Hy vọng Lâm sẽ là tiền lệ may mắn cho cầu thủ Việt trong tương lai. Đến thời điểm này, ngoài tiền đạo Lê Công Vinh, thì thủ môn Đặng Văn Lâm đang được xem là cầu thủ Việt Nam thi đấu thành công nhất ở nước ngoài. Trước đây, Công Vinh chơi khá ổn và tạo ấn tượng rất tốt khi xuất ngoại thi đấu cho Lioset ở Bồ Đào Nha một giải 2009 và sau đó là câu lạc bộ Consadole Sapporo tại Nhật Bản năm 2013. Sau đó, nhiều cầu thủ Việt Nam đã xuất ngoại nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Chỉ đến khi Văn Lâm sang chơi cho Muathong United tại Thái Lan và ngay lập tức tỏa sáng, giành suất bắt chính và là trụ cột không thể thiếu của đội bóng này, người hâm mộ Việt Nam mới lại được nở mày nở mặt. Sự thành công của Công Vinh trước đây hoặc Văn Lâm mới đây, theo giới chuyên môn, đầu tiên đến từ tính chuyên môn thuần túy trong các bản hợp đồng với các câu lạc bộ nước ngoài, tức đấy là những cầu thủ họ đang cần để tăng cường sức mạnh, và chuyển nhượng là để thi đấu chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. Kể đến, sự hòa nhập của Công Vinh và Văn Lâm khi ra nước ngoài đều khá ổn. Điều đó bắt nguồn từ việc trước khi ra nước ngoài, Công Vinh đã kinh qua nhiều môi trường khác nhau ở các câu lạc bộ trong nước như Sông Lam Nghệ An, Hà Nội TNT, Hà Nội ABC. Trong lúc Văn Lâm cũng lên bờ xuống ruộng khi tập luyện ở Nga, Hoàng Anh Gia Lai, thậm chí còn qua cả Lào thi đấu trước khi về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Cuối cùng, cả hai cầu thủ này đều có vốn ngoại ngữ khá ổn nên sự bắt nhịp cùng các đồng đội ở môi trường mới không quá khó khăn. Hội đủ ba yếu tố trên, đấy là chìa khóa để các cầu thủ Việt Nam có thể bước ra sân chơi quốc tế. Tối mùng 4 tháng 2, thủ môn Đặng Văn Lâm đã lỡ cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trên đất Thái sau khi đội bóng của anh Muathong United để thua ngược Port FC 1-2 trong trận chung kết Leo Cup 2020. Leo Cup là giải đấu giao hữu quy tụ 16 đội bóng tại Thái Lan và các đội khách mời từ nước ngoài nhằm chuẩn bị cho một giải mới. Các đội thi đấu theo thời tiết loại trực tiếp. Ở giải này, Văn Lâm đã thi đấu rất hay, đặc biệt là ở trận bán kết hôm 30 tháng 1. Khi cản phá thành công hai quả penalty, giúp Muathong United đá bại PT Prachap 4-3 trên chấm luân lưu để có mặt trong trận chung kết. Trong trận chung kết vừa kết thúc với Port FC, Văn Lâm và các đồng đội cũng đã khởi đầu rất tốt với bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 19 nhờ công của tiền đạo Dizat Marinho Vanderlei với pha đánh đầu đập đất vô cùng hiểm hóc từ cự ly chừng 7m. Nhưng đáng tiếc, những sai lầm sau đó trong phòng ngự, đặc biệt là trong 10 phút cuối, đã khiến đội bóng của Văn Lâm để thua ngược Port FC, qua đó lỡ cơ hội giành danh hiệu đầu tiên. Phút thứ 82, tiền vệ Seo Kiko tung cú dứt điểm hiểm hóc ngay rìa vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Port FC. Và đến phút thứ 90+1, tiền đạo Arisak ấn định chiến thắng 2-1 cho Port FC. Với pha lao người đệm bóng cận thành sau đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội. Trong cả hai bàn thua, Văn Lâm đều không có lỗi bởi các hậu vệ của Muathong United đã để cho Seo Kiko và Arisak quá thoải mái dứt điểm. Chung cuộc, Port FC đã bại Muathong United và đoạt danh hiệu Leo Cup 2020.